tản mạn cuối tuần thứ bảy 14 tháng 10 2023. Áo mẹ một màu ngát xanh như mây trời che cơn nắng hạ. Áo mẹ một màu ngát xanh cho đời con thêm hy vọng sống. Áo mẹ mở rộng thênh thang cho đoàn con qua cơn giá lạnh. Áo mẹ như dòng sông xanh đưa đoàn con xuôi bên về nguồn. Tản mạn cuối tuần thứ bảy 14 tháng 10 2023. Xin chào anh chị em và các bạn đến với tản mạn cuối tuần ngày 14 tháng 10 2023. Chúc anh chị em và các bạn một buổi chiều cuối tuần thật vui, ấm áp bên bạn thân, những người trong gia đình và bên lòng thương xót của Chúa. Có những con đường đi đến quán nhậu quán bar, có những con đường dẫn đến nhà nghỉ phòng trà, có những con đường đưa ta đến cùng quý ma, dối trá gian tà mong manh cuộc canh ta. Giêsu là đường thương xót, là lòng thương xót, luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin thân cầu ngài thương thứ tha chữa lành. Có những con đường bất hạnh khổ đau, đam mê xác thịt vinh hoa cùng với nhà lầu, có biết đâu rằng nhân sinh khác nào kiếp hoa. Sớm nỡ đêm tàn mong manh cuộc sống mau qua. Giêsu là đường thương xót, là lòng thương xót, luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin thân cầu ngài thương thứ tha chữa lành. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống trong Hội Thánh Công Giáo. Mẹ Hội Thánh luôn mở rộng vòng tay đón nhận tất cả những đứa con của mẹ. Và chúng ta sống trong Hội Thánh thì hiệp thông với nhau, hiệp hành với Hội Thánh. Đang có một biến cố rất lớn, đó là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Đại Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 với chủ đề hướng đến một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ đã bắt đầu diễn ra tại Vatican từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 2023. Chiều hôm nay chúng ta hướng về mẹ, mẹ giáo hội, khẩn nài xin mẹ cùng cầu nguyện để Chúa Thánh Thần xuống trên mẹ và các tông đồ ngày xưa trong nhà tiệc ly, cũng xuống trên tất cả những thành viên trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 này, được tràn đầy Thánh Thần. Trong ngày thứ Tư, buổi sáng ngày 4 tháng 10 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 bằng thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã suy tư về cái nhìn chúc tụng và chào đón của Chúa Giêsu trước những thời khắc sầu khổ. Chúa đã ngợi khen sự khôn ngoan của Chúa Cha. Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội không lấy tinh thần chia rẽ và xung đột
để đối mặt với những thử thách và vấn đề của ngày nay? Không. Nhưng khiêm tốn và hiệp nhất, cầu nguyện và bác ái, cởi mở với Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em và các bạn, cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ, có 20 tân hồng y được Ngài vinh thăng trong công nghị vào sáng ngày 30 tháng 9 năm 2023 và khoảng 100 hồng y trong hồng y đoàn. Bên cạnh đó còn có 370 giám mục và linh mục tham dự đại hội thượng hội đồng và hơn 250 linh mục không phải là thành phần của đại hội thượng hội đồng. Tất cả 464 tham dự viên của thượng hội đồng, trong đó có 365 thành viên với 54 phụ nữ có quyền bỏ phiếu, đều hiện diện tham dự thánh lễ. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của 20 phái đoàn của các giáo hội Đông Phương và 2 giám mục Trung Quốc được Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vài điểm sau đây. Giữa những làn sóng đôi khi bị kích động của thời đại chúng ta, giáo hội vẫn được mời gọi không nản lòng, không tìm kiếm những sơ hở về ý thức hệ, không tự rào cản mình bằng những tiên kiến có sẵn, không nhượng bộ những giải pháp tiện lợi, không để thế gian sai khiến hoạch định và công việc của mình. Đó là vai trò của giáo hội như thế. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đừng tìm gì cả, vì chính Chúa Giêsu là đủ cho chúng ta. Người là đủ cho chúng ta. Chúng ta không muốn vinh quang trần thế, chúng ta không muốn được đẹp mặt trước mắt thế gian, nhưng đạt được niềm tự hào nhờ ơn an ủi của tin mừng, để làm chứng tốt hơn cho mọi người về tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Nhiệm vụ hàng đầu của Thượng Hội đồng đó là tái tập trung cái nhìn của chúng ta vào Thiên Chúa, trở thành một giáo hội nhìn nhân loại với lòng thương xót. Trở thành một giáo hội nhìn nhân loại với lòng thương xót. Một giáo hội hiệp nhất và huynh đệ, biết lắng nghe và đối thoại. Một giáo hội chúc phúc và khuyến khích, trợ giúp những người tìm kiếm Chúa, lay chuyển hữu hiệu những người còn đang thờ ơ dửng dưng, khởi xướng những lối nẻo đưa con người đến với vẻ đẹp của đức tin. Một giáo hội lấy Thiên Chúa làm trung tâm và do đó không chia rẽ bên trong cũng như không bao giờ khắc nghiệt bên ngoài. Chúa Giêsu mong muốn giáo hội hiền thê của người được như thế. Kế tiếp, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta trở nên một giáo hội hiếu khách. Trong thời điểm phức tạp mà chúng ta đang chứng kiến, những thách đố mới về văn hóa và mục vụ xuất hiện, đòi hỏi một thái độ nội tâm thân ái và tử tế để có thể đương đầu với thách đố mà không sợ hãi. Thượng Hội đồng nhắc nhở chúng ta về điều này. Mẹ giáo hội luôn cần sự thanh tẩy, cần được sửa chữa, bởi vì tất cả chúng ta đều là dân của những tội nhân được tha thứ, luôn cần trở về với nguồn là Đức Giêsu và lại đặt mình trên những con đường của Chúa Thánh Thần để có thể đến với mọi người với tin mừng của Chúa. Thánh Francisco Assisi trong thời kỳ đầy rẫy những cuộc đấu tranh và chia rẽ lớn lao giữa quyền lực trần thế với quyền lực tôn giáo, giữa giáo hội thể chế và các trào lưu dị giáo, giữa các Kitô hữu và các tín hữu khác, Thánh Francisco đã không chỉ trích hay đả kích bất cứ ai, nhưng thánh nhân chỉ cầm những vũ khí của tin mừng, khiêm tốn và hiệp nhất, cầu nguyện và bác ái. Chúng ta cũng hãy làm như vậy.
thưa anh chị em và các bạn, bằng việc nhắc lại nhân vật chính của Thượng Hội đồng không phải là chúng ta, mà là Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nếu chúng ta dành chỗ cho Chúa Thánh Thần, thì Thượng Hội đồng sẽ có kết quả tốt. Đức Thánh Cha nói về chuyện buôn chuyện, chuyện mà ngồi lê đố mách, chuyện mà cứ ngồi tám hết cái này đến cái kia. Trong tinh thần này, để không làm Chúa Thánh Thần buồn, Đức Thánh Cha một lần nữa cảnh báo chống lại việc buôn chuyện sau lưng, nói xấu sau lưng, bàn tán sầm xì sau lưng. Một thói quen của những con người nhưng không phải là một thói quen tốt. Không phải là thói quen tốt mà lại rất thường xuyên giữa chúng ta và cách chung ở trong giáo hội. Nếu chúng ta không để Chúa Thánh Thần chữa căn bệnh này, thì hành trình hiệp hành sẽ khó có kết quả tốt. Đức Thánh Cha khuyên nên nói sự thật một cách thẳng thắn chứ không nói sau lưng. Anh chị em và các bạn nhớ, nhất là trong những cộng đoàn, những nhóm sinh hoạt, như là mình là những tông đồ lòng thương xót Chúa hoạt động chung với nhau, mình dễ bị căn bệnh này, là căn bệnh phê bình, chỉ trích rồi nói xấu sau lưng, không dám đối mặt nói chuyện thẳng thắn, cởi mở, lắng nghe nhau, mà cứ đi sầm xì. Và Đức Thánh Cha nói rằng những cái đó là những viên đạn phá nát cộng đoàn, phá nát tình hiệp nhất. Vì thế anh em mình có gì nhịn được thì mình nhịn, và muốn đóng góp xây dựng thì đối thoại với nhau trong tinh thần cởi mở xây dựng, lắng nghe nhau. Đôi khi mình chỉ muốn nói với người khác về lỗi của họ mà không chịu lắng nghe để biết tại sao họ làm cái điều đó, hay là để hiểu tâm tư tình cảm của họ như thế nào. Khi mình lắng nghe nhau, mình dễ cảm thông với nhau. Rồi vì ai cũng thích nói, và nói thì mình nói chủ quan, nói thì nói dễ thành kiến, rồi phê bình chỉ trích, nó xảy ra lắm chuyện là như vậy. Cho nên Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc ưu tiên cho việc lắng nghe, quan tâm đến lời nói. Nhưng theo Đức Thánh Cha, trong Thượng Hội đồng ưu tiên cho việc lắng nghe. Và chúng ta phải đưa ra một thông điệp cho giới truyền thông báo chí, một thông tin phản ánh đời sống trong Chúa Thánh Thần. Trong khi khen ngợi công việc của truyền thông, Đức Thánh Cha cũng than phiền rằng đôi khi họ chú trọng đến những tin tức nóng bỏng, quá giật tít, thật là giật gân nóng bỏng. Ngài yêu cầu họ thực hiện tốt vai trò của mình một cách chính xác. Đừng có tưởng tượng, đừng có xé ra to những chuyện bé. Thực hiện tốt vai trò của mình một cách chính xác để giáo hội và những người có thiện chí, những người sẽ nói những gì họ muốn, hiểu rằng trong giáo hội cũng có ưu tiên cho việc lắng nghe. Hãy truyền tải điều này vì nó rất quan trọng. Một Thượng Hội đồng được tất cả giám mục trên thế giới mong muốn. Đức Thánh Cha cũng nói rằng Thượng Hội đồng về tính hiệp hành đều là kết quả của hành trình dài 60 năm từ Công đồng Vaticano thứ hai là điều không dễ nhưng rất tuyệt vời. Đặc biệt đây là Thượng Hội đồng được tất cả giám mục trên thế giới mong muốn. Sau Thượng Hội đồng giám mục về miền Amazon, cuộc thăm dò cho thấy chủ đề về hiệp hành là đề tài ưu tiên thứ hai được các giám mục chọn sau chủ đề về linh mục cho Thượng Hội đồng tiếp sau đó. Lý do là vì các giám mục đã thấy đã đến lúc nói về chủ đề này. Trong tinh thần này, Đức Thánh Cha nhắc rằng Thượng Hội đồng không phải là một nghị viện, không phải là cuộc gặp gỡ những người bạn để giải quyết một số vấn đề hay cho ý kiến. Nếu đại hội này tập trung vào các lợi ích con người, cá nhân, ý thức hệ thì sẽ không phải là Thượng Hội đồng nhưng là cuộc họp quốc hội. Thượng Hội đồng là hành trình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Những gợi ý, những chia sẻ của Đức Thánh Cha cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới
cũng có thể là những gợi ý cho chúng ta, mỗi cá nhân cũng như mỗi cộng đoàn, những anh em mình sinh hoạt với nhau. Làm sao ta phải để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, điều khiển cộng đoàn anh em của mình. Không có ai là đầu ngoài Chúa Thánh Thần, là người chỉ huy, là người hướng dẫn. Anh em mình bắt tay nhau cùng làm việc chung với nhau, cộng tác với nhau. Ở đâu cũng thế, mình mới cảm thấy vui được. Còn nếu mà ai cũng làm vì danh của mình, ai cũng làm vì cái tôi của mình, ai cũng làm để thể hiện mình, rồi chúng ta làm để mong được người thế gian khen tặng, mà nếu không được chúng ta lại bắt đầu chê bai, chỉ trích, rồi đổ lỗi cho nhau, như thế chúng ta đánh mất tình hiệp nhất và không còn là hiệp hành trong hội thánh nữa. Nào, bây giờ thì mời anh chị em và các bạn đi bước xuống bước xuống một chút, để chúng ta nghe một cái câu chuyện là phản ứng với ứng phó. Thế nào là phản ứng, thế nào là ứng phó? Mời các bạn nghe câu chuyện này nhé. Nghe không? Nghe. Rồi. Có một con gián. Con gián, nó không biết nó từ đâu bay tới, rồi nó bay vào trong nhà hàng. Nó đậu lên vai một cái bà thực khách. Bà này vô cùng hoảng hốt. Thấy con vai, trên vai mình có con gián, khuôn mặt sợ đến tái mét, la hét, vừa nhảy khỏi ghế ngồi, cô lắc mình thật mạnh để con gián. Con gián nó bay đậu sang vai bà thực khách khác. Bà phản ứng thế nào? Con gián. Bà cũng sợ hãi không kém và tạo nên một sự hỗn loạn lớn hơn nữa. Rồi con gián ấy này chạy sang cái cô kia. Cô kia sao? Dễ đi gặp lên. Rồi chạy sang cái anh này. Rồi anh này chạy sang cái ông kia. Rồi sang cái bác này. Giật bánh hết lên, hỗn loạn lên. Càng ngày càng gia tăng sự hỗn loạn ấy. Cuối cùng, người phục vụ trong nhà hàng mới chạy đến. Ví dụ trong quán là cà phê Khát Vọng đi, có con gián nó chạy nhảy hết người đấy người kia trong quán cà phê. Cuối cùng một bạn phục vụ trong cà phê Khát Vọng ra đến. Có dậy nảy lên như thế không? Không. Không la lối sùm lên, hỗn loạn, càng hỗn loạn thêm. Anh lấy chiếc khăn xua nhẹ và con gián nó vô tình nó bay sang vai của anh. Lấy cái khăn xua nhẹ, con gián đậu trên vai bà này, xua nhẹ, nó bay sang vai của anh. Rồi rất thanh thản, bình tĩnh, anh chậm rãi bước ra khỏi cửa, chạm nhẹ vào con gián. Con gián tự động bay ra ngoài vườn và cuộc hỗn loạn kết thúc. Ta cảm ơn bạn phục vụ trong quán cà phê Khát Vọng. Nếu mà bạn có được cái sự bình tĩnh đó, bạn giải quyết cuộc hỗn loạn rất dễ dàng và nhẹ nhàng. Nhìn qua thì chúng ta dễ lầm tưởng rằng trong quán cà phê đấy, hỗn loạn là do con gián mang lại, đúng không? Tại có con gián cho nên mới lộn xộn như vậy chứ. Không có con gián ngồi đang, anh em đang ngồi, mọi người đang ngồi uống cà phê ngon lành, tự nhiên thấy con gián nó bay thì mới hoảng lên. Có đúng không? Có đúng thế không? Nhưng mà qua cách giải quyết của bạn phục vụ, qua cách giải quyết của anh bạn đó, thì chúng ta hiểu rằng không phải như thế. Sự hỗn loạn thực tế đã được tạo ra bởi hành động của những vị khách, của các bà đối với con gián, chứ không phải bản thân con gián. Tại vì đối với anh ấy, con gián cũng đến mà anh có la ầm lên không? Không. Vậy có hỗn loạn không? Không. Vậy thì con gián nó có gây lên hỗn loạn không? Mà do chính phản ứng của con người trước con gián mới gây ra cái phản ứng hỗn loạn đó. Đồng ý không? Đồng ý không? À, rõ ràng. Con gián nó bay sang bà dãy nhảy lên, nó cứ nhảy tưng hết, ai cũng nhảy tưng hết lên. Đối với khi đến với vai anh ta không nhảy tưng lên mà lặng lẽ đi ra, phủi nhẹ một cái con gián nó bay khỏi cửa. Cho nên trong cuộc sống, thưa anh chị em và các bạn, những chuyện mà ta không muốn vẫn luôn xảy ra, nó luôn luôn là lý do ngoài ý muốn. Ví dụ như là cơm sống, ví dụ như là canh mặn,
ví dụ như là âm thanh bị trục trặc, ví dụ ánh sáng bị cháy, ví dụ như là cà phê nó bị sao, bỏ lộn muối, cà phê muối, ví dụ thế. Rồi những chuyện lớn như là anh em hiểu lầm nhau, rồi to tiếng, rồi thì người này thì giận dỗi bỏ về, người kia thì giận không thèm làm nữa, không phục vụ nữa, vân vân. Chuyện lớn, rồi chuyện to nữa là hiểu lầm nhau, rồi nói xấu nhau, rồi muốn bể tung cả cộng đoàn. Chúng ta thấy bản thân của mình chưa phải là vấn đề, nhưng mà chính thái độ và cách giải quyết không thích hợp của chúng ta mới thực sự biến chúng thành vấn đề. Bản thân bạn, bạn giải quyết hai lần. Một lần là bạn tự ái, bạn giận, bạn hờn, bạn dỗi thành vấn đề lớn. Giải cũng cái chuyện đó, cũng chuyện đó xảy ra, nhưng mà lần này bạn biết tự kiềm chế, con đã biết tự kiềm chế. Con không tranh hơn tranh thua, không có biện minh, không giải thích gì nữa. Con lặng lẽ âm thầm phục vụ. Không làm việc này thì con làm việc khác. Tự nhiên mọi người thấy, ủa, sau lần này nó phản ứng không như lần trước vậy? Cũng có chuyện đó mà, bây giờ nó khác vậy. Mọi người thấy êm ấm, hòa thuận với nhau, vui vẻ với nhau. Cho nên, bạn mới thấy rằng nguyên nhân của cái màn huyên náo mà tôi vừa mới kể trong quán cà phê đó, có phải là con gián không? Có phải là con gián không? Không. Nhưng mà là do khả năng yếu kém của những vị khách không thể kiểm soát được sự quấy rầy của con gián vô duyên nó hiện đến. Khi nó xuất hiện bất ngờ trong quán cà phê. Phải không? Do cái khả năng yếu kém không kiểm soát được sự quấy rầy, một cái sự cố xảy đến. Mình dãy nảy lên, phản ứng bật lên, nó ngoài ý muốn mà. Mình phản ứng do chính cái phản ứng đó nó gây hỗn loạn, chứ không phải tự thân của con gián nó gây hỗn loạn. Bạn nắm không ạ? Nắm vững không? Vì thế mà ta thấy rằng là không phải là tiếng hét của bố tôi, của vợ tôi hay của bề trên làm tôi bực mình, mà là do khả năng yếu kém của bản thân tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi nghe những lời nói đó. Người ta nói xấu bạn, bạn phản ứng như thế nào? Khi bạn phản ứng là không kiểm soát được, tái mặt lên rồi, hoặc là đó, giận điên lên rồi, tôi phải đi tìm nó, tôi phải nói cho ra vấn đề tại sao nó làm tôi như thế. Khả năng yếu kém quá, không kiểm soát được cái bản năng của mình. Ta phản xạ, phản ứng như điện giật như vậy. Không phải là việc tắc nghẽn giao thông khiến tôi bực mình, mà là do khả năng yếu kém của bản thân tôi không thể kiểm soát được cảm xúc do con đường của tôi đi bị tắc nghẽn. Có đúng thế không? Tắc nghẽn giao thông, kẹt đường là chuyện bình thường nó xảy ra. Mọi người đều chịu chung mà, đâu phải có một mình đâu. Mà mình cứ làm như là đường ấy dành riêng cho mình. Tại sao lại kẹt chỗ này? Tại sao kẹt chỗ này? Tôi đang đi mà lại kẹt. Hay. Có ai muốn kẹt đâu. Mà nó kẹt thì là nó kẹt. Cho nên phản ứng của nhiều bạn nói, thực ra mỗi lần kẹt đường là con hallelujah, con tạ ơn Chúa. Được không? Khi mà kẹt đường thì con mở máy điện thoại thì con nghe cha giảng. Được không? Khi kẹt đường con lần chuỗi lòng thương cho Chúa. Được không? Khi kẹt đường con nhìn lên trời con tạ ơn Chúa. Được không? Do cái phản ứng của mình. Phải không ạ? Cũng cái kẹt đường đó mà tại sao có những người thì điên lên mà có những người ngồi cười. Có hình ảnh mà một cô kẹt đường, cô leo trên cái lên cái nắp capo, cô ngồi cô gọi điện thoại cho nhau. Vì ngập nửa cái xe chả nào chạy được cả tiếng đồng hồ. Cô lên cô ngồi cô nhắn tin mọi người, cứ điên lên cô ngồi nhắn tin vui vẻ, thanh thản. Không phải vấn đề phiền toái đã đến với tôi là gì, mà là do chính phản ứng của tôi đối với vấn đề đó đã gây nên những lộn xộn cho cuộc đời mình. Do phản ứng của tôi đối với vấn đề ấy như thế nào, nó mới gây náo loạn từ trong tôi gây ra đến bên ngoài. Còn nếu tôi làm chủ được cái cảm xúc của tôi làm chủ được cái phản ứng, không có phản ứng ngay lập tức như là điện giật,
Nhưng mà người nó nói xấu cha thế này, ồ vậy hả? Nó bảo cha thế này thế kia, ồ hó. Người ta còn nói gì được nữa không? Đứa nào nói, đứa nào gọi nó lên đây, ba mặt một lời, cha làm như vậy, mà tại sao nó nói như thế được, đâu có được như vậy. Người này hỏi kia, người kia hỏi này, hỏi lung tung lung, cuối cùng ai dám nhận không? Thôi, yên đi mấy, ông đang đi lên mà nhận thì ông đánh chết. Thí dụ như thế, do mình, còn vậy hả, nó tan biến đi. Giống như là viên gạch mình ném xuống mặt nước, nó lăn tăn rồi nó tan hết. Còn đây, gãy sóng lên, do mình thôi. Cho nên, bài học mà chúng ta có thể rút ra từ chuyện con gián trong buổi chiều tản mạn cuối tuần hôm nay đó là không bao giờ nên phản ứng, mà là luôn ứng phó. Tiếng Anh nó gọi là react, là phản ứng. Ứng phó là proact. Phản ứng là vị khách khi bị con gián thì nhảy lên. Đó là phản ứng. Trong khi anh phục vụ, khát vọng, thấy con gián nó đến thì ứng phó với nó là nhẹ nhàng. Con gián mà có gì đâu, đi ra ngoài phủi cho nó bay thôi, có gì đâu. Đó là tôi nhìn con gián và tôi biết là tôi hỏi coi bây giờ tôi phản ứng như thế nào. Chứ đừng có thấy con gián là phản ứng liền. Bạn hiểu không? Con gián nó đậu lên là dậy. Con gián à? Thì con gián. Bây giờ làm sao để giải quyết vấn đề đây? Thì đi ra ngoài kia phủi nó đi thôi, có gì đâu nào. Được không? À, phản ứng là những hành động mang tính bản năng, trong khi ứng phó là hành động được thực hiện sau khi đã được suy nghĩ kỹ và có kế hoạch. Mình làm như thế nào đây? Tự hỏi, trong trường hợp này, Chúa muốn tôi giải quyết như thế nào đây? Đó là ứng phó, đó là proact, là phản ứng sau khi đã được suy nghĩ. Chứ không phải là hành động thiếu suy nghĩ. Hành động thiếu suy nghĩ là phản ứng. Rồi chưa? Trước một sự việc xảy đến. Còn ứng phó là một hành động. Khi một sự cố xảy đến, tôi suy nghĩ đã. Coi nó là như thế nào đã. Rồi tìm cách giải quyết ra sao. Đó là ứng phó. Đây thực sự là cách để chúng ta suy gẫm và am hiểu về cuộc đời, về cách đối nhân xử thế. Nơi nào có trí tuệ, hạnh phúc đứng đằng sau. Theo bản năng phản ứng, đời nhuốm nhiều thương đau. Nói thật với các bạn, đọc câu chuyện này xong thì tôi thấy dường như mình cũng hay bị mắc cái lỗi đó. Và đa số chúng ta mắc lỗi là phản ứng. Và tao nói là giận mất khôn. Thấy chưa? Trời ơi, tiếc quá, tôi hối hận quá. Lúc đó tôi lỡ nói cái đó, tôi nghe là tôi điên lên, tôi phản ứng. Giá mà, mình cũng muốn tiếc. Chuyện đó có đáng gì đâu mà phải làm ầm ĩ lên. Anh em với nhau mà, ngồi từ từ rồi uống ly cà phê rồi giải quyết mà. Tại sao phải làm dữ vậy? Ngồi mình hối hận. Thôi, để cho đừng hối hận thì hãy suy nghĩ rồi hãy phản ứng. Được không? Dạ được. Con là Maria Nguyễn Thoa. Con là Maria Nguyễn Thoa. Có nhiều người phát âm chữ Thoa không? Được cái Thoa. Maria Nguyễn Thoa ở Nho Quan, Ninh Bình. Con biết cha từ năm 2018. Con được vào giáo điểm Tin Mừng ngày 18 tháng 4 năm 2019. Trước kia con là người ngoại đạo, chưa hiểu gì về đạo Công giáo. Tình cờ, có một chị gần nhà con cũng là người ngoại đạo. Chị ấy hỏi con là con muốn nghe bài giảng của cha Long không? Con tò mò, nghe thử coi cho biết. Thế là từ đó con mê nghe cha giảng về lòng Chúa thương xót. Ngày nào con cũng mở mạng để xem và nghe cha giảng. Từ khi được vào giáo điểm Tin Mừng, sau đó được tin cha nhận bài sai về trung tâm mục vụ. Có điều gì đó làm con yêu mến Chúa, muốn được làm con Chúa.
Sau khi cha rời giáo điểm tin mừng, con không đến được nữa, thì con bắt đầu theo mọi người đến nhà thờ dự thánh lễ mỗi Chủ nhật hàng tuần. Rồi sau đó con xin cha xứ cho học giáo lý dự tòng theo đạo. Con đã được làm phép rửa tội ngày 31 tháng 5 năm 2020 tại giáo xứ Mỹ Châu, giáo phận Phát Diệm. Tuy gia đình con ngoại đạo, nhưng chồng con vẫn cho con theo đạo. Chồng con rất thích nghe đài Lòng Thương Xót Chúa với những chứng nhân. Chồng con bảo nếu mà cha còn ở giáo điểm tin mừng thế nào chồng con cũng vào gặp cha. Con muốn kể nhiều ơn Chúa ban. Con tin rằng chỉ có Chúa mới ban cho con và mọi người nhiều ơn như vậy. Con tín thác vào Chúa. Đọc mà lá thư này xong thấy vui lắm. Vui vì có nhiều anh chị em khi tôi rời giáo điểm tin mừng cứ xót xa, rồi cứ tiếc nuối, rồi cứ ngậm ngùi vân vân. Bảo không còn gì cả. Tôi nói không, đây là một khởi đầu mới. Một khởi đầu mới vì khi người ta không còn đến giáo điểm tin mừng nữa thì người ta bắt đầu đi tìm kiếm những gì mà chúng ta đã gieo, bây giờ bắt đầu Chúa làm cho mọc lên đơm bông kết trái. Rõ ràng đã gieo rồi, không còn đến giáo điểm tin mừng nữa, đi về bây giờ phải tìm chứ, tìm tòi khám phá coi như thế nào chứ. Mới mở mạng lên nghe và Chúa cho tôi về trung tâm mục vụ đúng vào thời điểm Covid. Con muốn tập trung cũng không tập trung được, đúng không? Mà tập trung thì rất nguy hiểm, gọi là nguy hiểm chết người, không phải chết một mà chết muôn người. Về đây dùng phương tiện truyền thông để gửi những bài giảng đến cho anh chị em suốt hơn 4 năm nay, không bỏ sót một ngày nào. Hơn 4 năm không bỏ sót một ngày nào. Và như thế thì anh chị em được Chúa soi sáng, hướng dẫn, mở lên nghe, rồi họ tự họ học giáo lý, tự họ theo đạo. Thế tuyệt vời không? Nghe mà thấy sướng, nghe mà thấy vui, nghe mà thấy tất cả những gì mình vất vả, lao nhọc, mồ hôi, nước mắt, máu đổ ra, bây giờ Chúa cho thấy đúng là người đi trong nước mắt mà về gặt trong hân hoan vui mừng. Hallelujah! Con là Hồng Châu ở Melbourne, Australia. Con có tin vui muốn chia sẻ đến cha và cộng đoàn. Cảm ơn cha mấy năm qua đã cho con những món ăn tinh thần mỗi ngày. Những món ăn tinh thần đó đi vào lòng con và đã thay đổi cuộc đời con rất nhiều. Con và chồng con là người ngoại đạo. Chúng con có hai đứa con trai, đứa đầu 20 tuổi, đứa thứ hai 15 tuổi. Tạ ơn Chúa, gia đình con đều khỏe mạnh. Con được Chúa ban rất nhiều ơn. Ơn lớn nhất là vợ chồng con đi học giáo lý theo đạo và chúng con đã được rửa tội ngày 23 tháng 4 năm 2023 bên Úc. Chúng con tạ ơn Chúa. Hallelujah! 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 Anh chị em nghe hai câu chuyện, một chuyện bên Việt Nam, một chuyện bên Úc, dường như là một cũng những bài giảng, những bài chia sẻ tin mừng mỗi ngày họ nghe, rồi từ từ họ thấm, rồi họ đi tìm hiểu và họ theo đạo. Đó là phương thức loan truyền, loan báo tin mừng hữu hiệu nhất ngày hôm nay qua những phương tiện truyền thông. Mà các Đức Giáo Hoàng đều nói, mọi người, nhất là các bạn trẻ, và đặc biệt là những người đi loan báo tin mừng, phải tận dụng tất cả mọi phương tiện truyền thông, mass media, để loan báo tin mừng, để loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đang tận dụng những phương tiện tối tân nhất, mới nhất có thể. Dĩ nhiên là mình là cây nhà lá vườn thôi, làm sao mà so sánh với những người chuyên nghiệp chuyên môn được. Mình có sao thì xào vậy thôi. Chúa cho nhiều sải nhiều, Chúa cho nhiều làm nhiều, Chúa cho nhiều hưởng nhiều, được không? Có gì mà phải so sánh, có gì mà phải bon chen. Mầm vui vì Chúa dùng những phương tiện này để cho người ta gặp Chúa, tin Chúa, theo Chúa. Ngược lại cũng những phương tiện này làm cho người ta xa Chúa, lìa Chúa và mất linh hồn không chừng. Có đúng không? Con dao hai lưỡi mà. Phương tiện truyền thông mà. Biết bao nhiêu cái độc hại, biết bao nhiêu cái tệ hại,
qua truyền thông và cũng biết bao nhiêu điều tốt đẹp nếu ta biết gạn lọc để loan báo lòng thương xót Chúa. Hết giờ chưa con? Còn mấy phút nữa? 10 phút nữa. Con là Maria Nga đang sống tại Vũng Tàu. Con xin chia sẻ những ân huệ Chúa ban từ khi con nghe những bài giảng của cha. Ơn lớn nhất là con được nhận biết lòng thương xót Chúa qua một biến cố rất lớn trong gia đình con. Khi gia đình con rơi vào bế tắc, tinh thần suy sụp, vô tình con lướt trên YouTube và thấy bài giảng của cha về lòng Chúa thương xót. Con bấm thử vào nghe xem sao. Mới đầu con nghe không được, thấy dội tai lắm, nghe không vô. Nhưng đúng hôm con nghe bài giảng của cha, lời Chúa ngày hôm đó nói: hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Nghe như thế, đang đau khổ, đang bế tắc, con mới mở lòng, cố gắng nghe. Và rồi con bị nghiện bài giảng của cha, lúc nào không biết, con đã bị dính vào lòng Chúa thương xót. Chiều nào con cũng chờ trên YouTube công chiếu là con bấm vào nghe luôn. Rồi sáng hôm sau con lại nghe lại lần nữa. Con vừa làm vừa nghe. Điện thoại hết bài này tự động nhảy sang bài khác. Có những bài con nghe đi nghe lại tới 5 lần mà không chán. Cái cảm giác chờ phát bài giảng, chờ bài giảng được công chiếu trên YouTube mỗi ngày, y hệt như ngày xưa con mê bộ phim nào, con cũng chờ để đến giờ TV chiếu bộ phim đó, con coi cho nó đã. Thế nhưng mà từ ngày nghe những bài giảng của cha thì con không còn xem phim nữa. Chỉ nghe cha giảng về lòng Chúa thương xót. Hết, ta lại đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Con nghe. Con là một tân tòng. Trước đây chỉ biết một số kinh cơ bản. Đi lễ thấy họ đọc thì cũng đọc theo. Chứ thật ra con chưa hiểu về đạo Công giáo cho lắm. Trước đây con hay tức giận, tham, sân, si và khó tha thứ, hay than thân trách phận. Nhưng từ khi con nghe những bài giảng về lòng thương xót, con mới biết mọi sự của con là ơn Chúa ban. Con đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi con biết thông cảm, chia sẻ. Con biết tha thứ và bớt nóng giận. Và điều lớn nhất là con biết thế nào là đủ. Ngày xưa con chưa bao giờ biết thế nào là đủ. Lúc nào cũng ham, cũng muốn hơn nữa và hơn nữa. Cảm ơn cha đã cho con nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Biết sống đạo, biết yêu thương hơn. Con biết con còn nhiều thiếu sót chưa tốt. Con tự nói với mình, hãy bám chặt lấy Chúa. Bám chặt lấy Chúa để Chúa nâng đỡ, Chúa soi sáng. Và chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cho con sống tốt hơn. Cha cho con có lời nhắn gửi với những bạn trẻ trong tản mạn cuối tuần, với những ai đang buồn chán, thất vọng, yếu đuối, đau khổ. Hãy gắng mở tâm hồn ra để nghe bài giảng lòng thương xót của Chúa, rồi sẽ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho mình và tâm hồn mình sẽ được bình an. Mọi gánh nặng sẽ thấy rất nhẹ nhàng giống như con đây. Đúng thật, cha ạ, nếu không có Chúa gánh vác cho con, thì có lẽ giờ này con ở bệnh viện mất rồi, chứ không được yêu đời như bây giờ đâu. Chúc cha luôn mạnh khỏe bình an trong lòng thương xót của Chúa, để là chiếc phao cho mọi người đến gần Chúa. Con mong ước có ngày được lên làm điểm hẹn Chúa Nhật để chia sẻ với mọi người ân phúc Chúa ban. Con là Maria Đinh Thị Kim Thoa, ở giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Con rửa tội được gần 3 năm rồi. Nhờ vợ chồng anh Quang dẫn dắt, tâm con cũng được bình an hơn. Chúa cũng thương hoàn cảnh của con. Chồng con mất, con trai của con thì lô đề, cháu thì bệnh tật. Cả bên nội bên ngoại chỉ có mình con theo Chúa. Bây giờ con chỉ biết bám vào Chúa mà thôi. Xin Chúa và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình của con,
chúc cha luôn khỏe mạnh để còn giúp chúng con. Anh chị em thấy cả gia đình là ngoại đạo, rồi biết bao nhiêu chuyện xảy đến, chồng mất, con trai thì mê lô đề, cháu thì bệnh tật. Ấy vậy mà nhờ một người dẫn dắt đến với lòng thương xót Chúa, rồi quyết tâm học đạo và theo đạo. Để bây giờ chỉ còn biết bám vào Chúa mà thôi. Tuyệt vời chưa? Đấy, những gì mà các bạn làm, những gì các bạn hy sinh trong công việc quay phim, rồi chụp hình, rồi làm những cái đêm diễn nguyện, rồi trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, vân vân và vân vân. Đêm hôm qua các bạn đã vất vả cho buổi diễn nguyện Hạt Ngọc Đời Tôi, và dư âm Hạt Ngọc Đời Tôi đến rất nhiều người, và họ cảm nhận được mỗi người họ là một hạt ngọc. Có người nói, xưa giờ con tưởng con chỉ là hạt đất, hạt cát, hạt bụi, hạt tro. Nhiều khi chúng ta cứ gọi là hạ mình quá đáng, rồi mặc cảm tự ti, con chả là gì cả, rồi con chỉ là bèo bọt, bèo giạt mây trôi, con không có là gì cả. Và chính như thế để mình đánh mất cái ơn phúc mà Chúa ban cho mình. Giá trị nơi mỗi người chúng ta là một hạt ngọc, và hạt ngọc đó được dìm vào trong một gia đình toàn là ngoại giáo, được dìm trong một gia đình mà chồng mất, rồi con lô đề, cháu bệnh tật. Chính những đau khổ ấy rũa cho hạt ngọc có được sáng, để hôm nay cô Đinh Thị Kim Thoa ở Hà Nội nói cho mọi người biết là con chỉ biết bám chặt vào Chúa, mặc dù con mới được rửa tội cách đây có 3 năm nhờ một người dẫn đến lòng thương xót Chúa mà con biết. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Có nhiều chuyện con muốn tâm sự với cha nhưng sợ làm phiền cha, vì con biết cha rất bận. Có những tin nhắn cha trả lời, con nhìn thời gian toàn là 12 giờ đêm và 1 giờ sáng. Lần đầu tiên con đến cà phê Khát Vọng, hồi đó là mùa chay. Hôm ấy là chương trình với chủ đề Tôi Là Ai. Mặc dù con đã hỏi những người phục vụ, nói hôm nay cha không về, mà con cứ chờ cho đến phút cuối con mới chịu lại về Vũng Tàu. Hôm ấy con rủ một gia đình anh chị nữa cũng có đạo. Anh bỏ đi lễ lâu rồi và cũng nghiện bài bạc giống chồng con. Hai người hay chơi cùng nhau. Sau bữa về ấy, con cũng nhận ra những sai trái của con. Rồi con khuyên chồng con, cờ bạc chỉ có nợ thêm nợ chứ không bao giờ khá được đâu. Anh nghỉ chơi đi. Còn nợ ở đâu thì con dồn tiền trả, nhưng anh phải đi xưng tội. Thế là chồng con đã đi xưng tội và rủ chồng của chị kia nghỉ không chơi cờ bạc nữa. Mới đầu anh kia còn tiếc lắm, nhưng dần dần rủ chồng con không chơi nữa. Cuối cùng cả hai người bỏ cờ bạc luôn. Từ ngày chồng con đi xưng tội đến giờ, gia đình con êm ấm hơn trước. Lúc trước 1 tháng 30 ngày thì chiến tranh lạnh, 25 ngày, 5 ngày chiến tranh nóng. Bây giờ con cũng đang khóc, khóc vì vui mừng. Con chỉ biết nói tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, nhờ cha mà con được biết đến lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn anh em Khát Vọng, nhờ đến quán cà phê Khát Vọng đêm diễn nguyện Tôi Là Ai năm đó mà con nhận biết con là ai, để con không còn kiêu căng hậm hĩnh nữa mà nhận biết mình cũng là con người cần được thương xót, và con biết xót thương người khác, nhất là chồng của con. Nhờ đó mà bây giờ gia đình con được hạnh phúc như thế này. Hồi chiều nay đi lấy đài lòng thương xót Chúa về, con gặp cô bạn thân của con. Người này nói con là mê muội, mê tín, không nên tin lòng thương xót Chúa quá nhiều. Cô ấy làm chủ tịch xã, rất cứng tin. Vậy mà hôm nay, cô ấy lại tự mở miệng xin con một cái đài để về nghe. Chúa làm điều kỳ diệu quá, con tạ ơn Chúa, con ở Bình Phước. Và một lá thư nữa để kết thúc. Con là Maria Bùi Thị Hiểu, 60 tuổi, làm giúp việc ở Hà Nội. Con xin cha được một số máy và sách, con gửi cho bà con bạn bè quen biết.
có một người ở Hà Tây, Hà Nội đã bỏ đạo 30 năm. Bà đã được ơn trở lại trước ngày lễ phục sinh. Và con dâu nay cũng đã đi dâng hoa và đang đi học giáo lý. Con mừng quá. Họ chúng con hôm trước có 6 người. Và hôm nay được 14 người trở lại. Họ rất sốt sáng nhờ nghe bài giảng lòng thương xót của Chúa qua những cái đài. Con tạ ơn Chúa đã gửi cha đến với chúng con qua những chiếc đài. Nhờ những cái máy, những chiếc đài lòng thương xót Chúa này mà nhiều người ngoại đạo đã được ơn trở lại. Nhiều người bỏ đạo đã được ơn quay trở về và nhiều người đã tìm lại được bình an. Hallelujah! Duy nhất con đường đưa ta đến cùng Chúa Cha, đó chính là đường Giê-xu mặc xác phàm trần. Tiên Chúa ân cần hãy đến với lòng xót thương, Chúa sẽ chữa lành đem ta về bên yêu thương. Giê-xu là đường thương xót, là lòng thương xót, luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, hoan xin thân cầu ngài thương tha chữa.